Chào các bạn, mình là Nam Cường Vlog. Chào mừng các bạn đã đến với kênh mình. Mình vừa bắt được mấy con cá trong vườn nè các bạn. Mình sẽ nướng mồi và ăn với mớ ớt nha các bạn. Để mình tiến hành hướng dẫn các bạn. Đây cá của mình vừa bắt cắm câu đó các bạn. Nè, mình vừa cắm câu được 3 con cá nha các bạn. Đây là con cá lóc, nhận có gô. Có con cá tê nữa, nó cũng nhỏ nhỏ chứ không được lớn. Có con cá lóc này hên, sao mình bắt được nó bự thế nè. Rồi ok, bắt đầu mình tiến hành mình đi nướng cá nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn nướng cá. Dân xưa người ta nói là nướng tui á, còn mình thì nướng kêu nướng mỏi. Rồi thì bây giờ nè, là mình tiến hành luyện làm nha. Ok, bước đầu tiên mình để cá lên đây nha, mình kiếm củi trước đi, rồi mình đập cá, mình sẽ xỏ lụi vô mấy cái te này nha các bạn. Đặt kiếm củi là mình đốt, mình nướng nha các bạn. Đây giờ mình đang đặt củi. Ở ngoài vườn chặt gì chặt cái máy thôi. Mình ở ngoài vườn nên mình không có sợ cái vụ xa dầu, còn các bạn đem về nhà thì đừng đốt gần mấy chiếc xe đâu nha. Nó phật cái trái ở ngoài vườn nữa, ra ngoài vườn luôn làm mình một à. Ok, mình đã ghim cá xong rồi nè các bạn, bắt đầu mình tiến hành ghim nó xuống đất đang mình chắc lửa lên đốt nha. Cá gần chín các bạn ơi, chuyến này mình hạ xuống nữa là đầu cho than rồi vô là nó mình đốt thêm miếng nữa à. Rồi bắt đầu hạ xuống đây, cá gô nó chín rồi, nó nhỏ nó dễ chín rồi. Thấy không, thấy chưa, thơm rồi, thơm quá, thơm rồi. Ai, quá chín rồi, quá chín rồi các bạn ơi. Thơm quá, thơm rồi. Bớt lửa ra mình nã nó xuống. Tiến hành mình chặt lá chuối lọt. Tăm muối ớt mình chứt. Ngon quá các bạn ơi. Quá, quá ngon. Ngon quá ngon rồi. Thơm lắm. Ok, bây giờ mình lót lá đem cá ra là mình cạo đồ hết các bạn. Rồi mình đem hết ra đây mình ăn. Xong rồi đó. Cá này chín ngon lắm. Mình tiến hành cạo nha. Cạo bên này nè. Đó. Cạo cho nó sạch. Còn cái nào nó khét quá thì mình cứ bỏ đi. Là cái đầu xuống dưới cái mình tên này nè, ngon ha, thơm lắm á, quá ngon à.
Ok, tới giờ là con cá rô nè các bạn. Nè, cá rô nè nha. Cá rô ngon quá, nó quá. Cạo cũng cạo nhưng cá lóc nãy thôi. Ok, giờ mình tiến hành làm chén muối ớt nha các bạn. Ớt ở ngoài vườn cái mình tự mình bẻ tắt, bẻ ớt ngoài vườn mình làm. Không có vô nhà nên không có chạy gì hết á. Lấy cái dao chặt củi nãy lắm, mình đâm luôn. Quá rồi, ớt đỏ đẹp quá. Đừng khỏi nó nữa. Được không? Tiếp theo mà mình muốn thích chua thì mình dắt tắt chanh này nha các bạn. Nhiều quá thì ai thích chua thì nhiều chút, còn mình ăn thì dắt cho đủ của chua của mình thôi. Rồi, nếu muốn chua chắc thêm. Mình ăn nha các bạn, quá ngon rồi, đang đói bụng nữa. Mình đói bụng mình mừng mà vừa mình cắm câu mình gặp nữa, giờ đói luôn rồi. Đây, cái đầu, ngon quá. Rồi. Quá rồi. Ngọt quá. Lột da bỏ. Giờ ăn cá rô, cá lóc ăn rồi ăn thử cá rô coi. Ngon quá.
Ok, chào các bạn, video mình đã gần kết thúc. Mình xin chào các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích kênh của mình thì nhớ ủng hộ và like cho mình nhé. Bye bye. Chào. Ok.